Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Khảo sát công tác xây dựng đảng đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại Đảng bộ thành phố Hòa Bình. Phản ánh ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin đến Belarus. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 6, đoàn công tác Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã khảo sát công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại Đảng bộ thành phố Hòa Bình. Đoàn công tác đã đi khảo sát tại Công ty Cổ phần Thương mại Định Nhuận, hoạt động ở các lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng, siêu thị bán lẻ, khách sạn, hội nghị tiệc cưới. Công ty hiện có 11 đảng viên đã thành lập được tổ chức công đoàn với 100 thành viên. Đoàn công tác cũng đã đi khảo sát tại chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Sơn, hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực thi công xây dựng, dự án thủy điện, kinh doanh dịch vụ thương mại, giáo dục. Chi bộ Công ty trực thuộc Thành ủy Hòa Bình được thành lập vào tháng 4 năm 2012. Đến nay đã có 44 đảng viên được chia thành 3 tổ đảng. Công ty đã thành lập tổ chức công đoàn với trên 300 đoàn viên. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2023, Đảng bộ thành phố Hòa Bình có 69 tổ chức cơ sở đảng và 413 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với trên 11.300 đảng viên. Hiện toàn thành phố có trên 1.100 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó có 34 tổ chức đảng với 518 đảng viên, có 43 tổ chức công đoàn với trên 2.400 đoàn viên. Tuy nhiên, kết quả thành lập tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn ít so với yêu cầu. Số đảng viên, đoàn viên tỷ lệ còn thấp so với số lao động trong các doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả về việc xây dựng đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Để thực hiện hiệu quả chỉ thị số 38 ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Chú trọng thành phố làm tốt rồi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kết luận số 263 rồi để chúng ta tiếp tục thực hiện cái chỉ thị 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cái phát triển đảng cũng như đoàn thể trong doanh nghiệp. Hai nữa là công tác tuyên truyền. Thành phố là nơi tập trung của các doanh nghiệp và khu cụm nghiệp như này thì rà soát luôn các đối tượng là công nhân rồi các huyện lên làm ăn. Nếu đảng viên trẻ đi làm ăn xã đang thường trú tạm trú ở đây thì chúng ta sẽ tiếp cận để chỉ đạo phường xã tiếp cận các khu ở công nhân này, nhà trọ này để rà soát những thanh niên, đoàn viên thanh niên hoặc là đảng viên đang sinh hoạt ở đấy thì tiếp tục để nó chuyển sinh hoạt. Mong muốn rằng ban chỉ đạo thành phố chúng ta sẽ làm tốt hơn cái công tác phát triển đảng này để có bức tranh cho toàn tỉnh trong thực hiện chỉ đạo phát triển đảng để nâng cao chất lượng đảng viên và sinh hoạt đảng ở cơ sở và trong lực lượng công nhân là cái nòng cốt. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng bộ thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, củng cố cán bộ đảng viên cốt lõi, tăng cường công tác tuyên truyền vận động về việc thành lập tổ chức đảng đoàn thể trong doanh nghiệp, tích cực đối thoại với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Ngày 28 tháng 6, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Các đại biểu đã cho ý kiến vào một báo cáo 7 tờ trình dự thảo nghị quyết lĩnh vực văn hóa xã hội trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, tờ trình dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy, tờ trình dự thảo nghị quyết bãi bỏ nghị quyết 145 ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phát triển cơ sở hạ tầng lĩnh vực giáo dục và đào tạo, về xây dựng mới trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ và một số nội dung quan trọng khác. Về cơ bản, các đại biểu thống nhất cao đối với các nội dung báo cáo và các tờ trình dự thảo nghị quyết. Một số đại biểu bổ sung thêm việc đánh giá tác động dự án cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy nêu trong tờ trình. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị. Ban Văn hóa Xã hội tổng hợp xây dựng báo cáo chung thẩm tra để Ủy ban dân tỉnh phân công các sở ngành có giải trình cung cấp thông tin hoàn chỉnh báo cáo tờ trình. Ngày 27 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Đức Tiếp, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Quân khu 3, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương đã hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ, trong đó nổi bật là công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, tổng kết các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm vững tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, bảo đảm lực lượng, phương tiện, sẵn sàng huy động tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, huấn luyện cho 100% lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, bảo đảm đúng đủ thời gian, hoàn thành nội dung huấn luyện cho 75% đầu mối đơn vị dân quân tự vệ, chỉ đạo diễn tập chiến đấu xã phường thị trấn trong khu vực phòng thủ cho 12 trên 46 xã, đảm bảo nội dung chương trình đề ra. Nhân dịp này, đã có 3 đồng chí được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, 4 tập thể cá nhân tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng, 5 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 28 tháng 6, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại với đại diện 54 doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2023. Đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, trước tác động khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến sự phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để chia sẻ với các doanh nghiệp và tiếp nhận các ý kiến, đưa ra giải pháp về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại các doanh nghiệp trong tỉnh, Công an tỉnh đã thành lập tổ tư vấn hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong lực lượng công an nhằm chủ động nắm bắt các vấn đề mới phát sinh liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp, thực hiện hỗ trợ pháp lý, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã thảo luận đưa ra các ý kiến kiến nghị những vấn đề còn vướng mắc hiện nay như công tác giải phóng mặt bằng, quản lý cấp phép khai thác tài nguyên, việc trao đổi thông tin trong công tác cảnh báo về phòng chống cháy nổ, môi trường, vấn đề đăng kiểm xe cơ giới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những kiến nghị của các doanh nghiệp, đồng thời khẳng định để góp phần đảm bảo an toàn lợi ích cho doanh nghiệp, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế trên địa bàn tỉnh, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tăng cường hơn nữa các hoạt động hỗ trợ, tố giác, cung cấp thông tin, giúp lực lượng Công an trong điều tra khám phá các vụ án liên quan đến tham nhũng tiêu cực, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Phản ánh ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 có phóng sự Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 6,
đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do đồng chí Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác coi thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ và trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình. Cùng tham gia với đoàn về phía tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chủ động bám sát, thực hiện nghiêm túc quy chế kỳ thi, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Công tác chuẩn bị kỳ thi chu đáo, công tác kiểm tra tại các điểm thi được thực hiện nghiêm túc đúng quy chế. Đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo sâu sát, đảm bảo an toàn, công bằng, khách quan, đúng quy chế, nhưng không gây áp lực, tạo không khí thoải mái cho các thí sinh, triển khai tốt các đội hình tiếp sức mùa thi, thực hiện hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhằm đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 6, Đoàn công tác Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2023 do đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại huyện Kim Bôi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, huyện Kim Bôi có 1.080 thí sinh đăng ký dự thi tại 4 điểm thi đặt tại các trường Trung học phổ thông Kim Bôi, Trung học phổ thông 19 tháng 5 Kim Bôi, Trung học phổ thông Bắc Sơn, Trung học phổ thông Sào Bấy, bố trí 47 phòng thi. Trong buổi thi đầu tiên với môn ngữ văn, các điểm thi có 1.077 thí sinh đến dự thi, 3 thí sinh vắng thi đều đăng ký dự thi ở điểm thi trường Trung học phổ thông Kim Bôi. Qua kiểm tra cho thấy, công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ, an toàn, chấp hành nghiêm quy chế thi. Các điểm thi đều đảm bảo về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông và đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, đồng thời sẵn sàng phương án dự phòng cho các tình huống về thiên tai, lũ bão, mất điện có thể xảy ra ở ngày thi thứ hai. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có 9.650 thí sinh đăng ký dự thi, toàn tỉnh có 37 điểm thi, bố trí 442 phòng thi, tổng nhân sự tham gia các khâu tổ chức kỳ thi dự kiến khoảng 3.400 người, công tác tổ chức thi được đảm bảo theo kế hoạch. Sở Giáo dục Đào tạo, cơ quan thường trực cũng đã chỉ đạo tất cả các điểm thi là phải nắm rõ số lượng thí sinh để có những cái đôn đốc nhắc nhở các em để đảm bảo đúng giờ. Đặc biệt là đối với tất cả các điểm thi thì những thí sinh mà trên cái đường đến trường thi phải qua sông, qua suối thì các nhà trường đã nắm số lượng này, có số điện thoại của phụ huynh, gia đình học sinh và đặc biệt là liên hệ với xã để là khi có cái tình huống mà sạt lở hay là mưa lũ thì có cái phương án đưa các em ra. Và các nhà trường, tất cả các nhà trường thì đều đã bố trí cái phòng ở cho thí sinh nếu thí sinh có nhu cầu và có chuẩn bị cả cho nhà của những giáo viên ở gần trường. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã động viên tinh thần các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi. Đến điểm này thì có thể nói là 100% các thí sinh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền cũng như là các nhà trường, các phụ huynh quan tâm và các em đã đến tham dự kỳ thi đầy đủ. Trong cái điều kiện mà thời tiết cực đoan như vậy thì các cấp chính quyền địa phương cũng như là ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố cũng đã có sự quan tâm động viên các hội đồng thi và đặc biệt là quan tâm đến cái việc mà đưa các em học sinh ở cái vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa phải qua ngầm, qua suối trong điều kiện thời tiết cực đoan đến điểm thi và có cái phương án để cho các em lưu trú tại gần điểm thi. Và đây là một trong những nỗ lực cố gắng rất lớn của chính quyền địa phương cũng như là của các ban chỉ đạo địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đề nghị các điểm thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện coi thi nghiêm túc đúng quy chế. Cùng với đó, cần quan tâm thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, không để thí sinh bị tâm lý hoang mang căng thẳng. Đặc biệt, trước từng buổi thi cần chủ động triển khai tốt phương án hỗ trợ thí sinh đến điểm thi đúng giờ và đảm bảo an toàn theo đúng quy chế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 6, trên 9.600 thí sinh tại 37 điểm thi ở tỉnh Hòa Bình bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với hai môn thi. Buổi sáng thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút. Trong ngày thi thứ nhất, mục tiêu đảm bảo cho kỳ thi an toàn nghiêm túc được các điểm thi đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là các hoạt động tình nguyện,
hỗ trợ tiếp sức thí sinh được các tình nguyện viên tích cực triển khai. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trong buổi sáng ngày 28 tháng 6, thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận, toàn tỉnh có 9.629 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh dự thi là 9.596 thí sinh, vắng 33 thí sinh dự thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,66%. Thời tiết khá mát mẻ, giúp thí sinh có tinh thần thoải mái, tự tin làm bài. Kết thúc môn thi ngữ văn, nhiều thí sinh đánh giá để thi môn ngữ văn năm nay bám sát chương trình sách giáo khoa, có độ phân hóa cao qua từng câu hỏi. Các thí sinh tỏ ra rất thoải mái. Sau buổi thi thì em cũng thấy là cũng khá là hồi hộp. Đề thì cũng vừa tầm với các bạn, em làm cũng đạt yêu cầu của em rồi ạ. Và em sẽ cố gắng để thi nốt trong các buổi thi sau ạ. Để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra an toàn nghiêm túc, tại các điểm thi, an ninh trật tự được đảm bảo, không có tình trạng tập trung đông người tại cổng trường, hoạt động tình nguyện hỗ trợ, tiếp sức thí sinh được các tình nguyện viên tích cực triển khai. Em có mặt ở đây để làm để tiếp sức mùa thi cho các anh chị, hỗ trợ anh chị cung cấp về đồ dùng học tập và giúp cho anh chị có thêm động lực để giúp anh chị tự tin hơn trong việc làm bài thi và anh chị có thể đạt được, mong anh chị có thể đạt được kết quả cao nhất. Buổi chiều, thời tiết ở một số điểm thi trong tỉnh rải rác có mưa nhưng không ảnh hưởng đến quá trình thi của các thí sinh. Với sự tự tin phấn khởi do làm được bài thi môn ngữ văn buổi sáng, nên hầu hết thí sinh bước vào thi môn toán với tâm thế sẵn sàng. Môn thi này toàn tỉnh có 9.499 thí sinh dự thi. Số thí sinh dự thi là 9.469 thí sinh, vắng 30 thí sinh dự thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,68%. Thí sinh thi theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút, kết thúc làm bài lúc 16 giờ. Theo đánh giá của các thí sinh và giáo viên bộ môn toán, đề thi năm nay chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, vừa sức với các thí sinh, bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phân hóa cho đối tượng thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng. Qua buổi thi chiều nay thì em thấy đề này hơi khó hơn so với những năm trước ạ. Là đề cũng nâng cao hơn, chắc là để phân hóa học sinh ạ. Em nghĩ là làm được khoảng 3/4 đề ạ. Theo báo cáo của Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình, kết thúc ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 với hai môn thi ngữ văn và toán, toàn tỉnh không có thí sinh đi thi muộn giờ, số thí sinh bỏ thi 63, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong cái tâm thế của ngày đầu tiên thì cảm nhận của tôi cũng như là qua tìm hiểu các em khi bước ra khỏi phòng thi thì tâm thế khá là tốt và các em cũng có trả lời là cũng làm được bài. Thế và đặc biệt là qua các khâu chuẩn bị rồi là các cái công tác ôn luyện của các thầy cô thì cũng đã trang bị những cái kiến thức nhất định cho các em. Thế và chúng tôi cũng đã làm tốt tất cả các khâu để chuẩn bị đảm bảo tốt nhất cho cái kỳ thi này. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trong ngày đầu tiên diễn ra an toàn đúng quy chế. Đây là điều kiện tốt để các thí sinh tự tin tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai và cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 với môn ngoại ngữ và bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 28 tháng 6 tại huyện Tân Lạc, ngành phát thanh và truyền hình tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đề cập tới nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm, gửi hàng chục tin bài phóng sự, phát sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam, đạt 1 huy chương bạc, 1 bằng khen tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 41, đạt giải khuyến khích tại Giải Báo chí Quốc gia năm 2022. Đây là lần đầu tiên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đạt Giải Báo chí Quốc gia. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện thành phố đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt yêu cầu tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nội dung tuyên truyền có đổi mới về nội dung, cách thể hiện và kết cấu chương trình. Các tin bài phóng sự đã đề cập vào thẳng vấn đề, ngắn gọn, dễ hiểu. Việc cộng tác giữa Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện thành phố với Đài tỉnh có những chuyển biến tích cực. Công tác kỹ thuật đảm bảo tốt yêu cầu sản xuất, phát sóng các chương trình. 6 tháng cuối năm, ngành phát thanh và truyền hình tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm của tỉnh, các ngành địa phương, thực hiện khung chương trình phát sóng theo hướng đổi mới,
tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và phát triển sự nghiệp phát thanh truyền hình. Ngày 27 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2023 với chủ đề Gia đình hạnh phúc quốc gia thịnh vượng. Chương trình thu hút hơn 500 đại biểu tham gia. Tại chương trình, khán giả được nghe chuyên gia tư vấn tâm lý nói chuyện về các nội dung, quan điểm của Đảng, Nhà nước về gia đình, chỉ thị 06 của Ban Bí thư về tăng cường vai trò của Đảng đối với gia đình Việt Nam, việc đẩy mạnh phòng chống bạo lực gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. Đây là hoạt động bổ ích nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành, tổ chức, đoàn thể và người dân trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao nhận thức của mỗi gia đình trong việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống bạo lực gia đình trẻ em, chung tay xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng là chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2023. Đây là dịp để mỗi người thắp lên ngọn lửa tình yêu gia đình hướng về nguồn cội, là cơ hội để nhìn nhận lại, đề cao trách nhiệm trong việc chăm lo, xây dựng gia đình, để mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào của xã hội. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Kết hôn đã gần 30 năm, từ khi lấy nhau với hai bàn tay trắng, sau nhiều năm nỗ lực phát triển kinh tế, đến nay gia đình chị Nguyễn Thị Loan ở phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình đã xây dựng được cơ ngơi khang trang. Gia đình có ba thế hệ, ông bà, bố, mẹ, con, cháu sống quây quần hạnh phúc. Chị Loan chia sẻ, yếu tố cốt lõi để gia đình chị giữ được hạnh phúc và kinh tế vững vàng, đó là gìn giữ được truyền thống, con cháu luôn nghe lời và hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, vợ chồng tôn trọng và biết lắng nghe nhau. Bây giờ muốn xây dựng gia đình hạnh phúc ấy, thì nói chung là vợ chồng là phải biết bảo ban nhau, vợ cũng phải nghe lời chồng mà chồng cũng phải nghe lời vợ. Nhà tôi thì là bố mẹ bảo thì con cái các cháu cũng rất là nghe lời, kể cả con trai, con dâu và con gái. Các cháu là cũng đều ngoan mà chăm chỉ chịu khó. Những năm qua, công tác tuyên truyền về vị trí vai trò chức năng của gia đình trong cuộc sống, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thường xuyên biểu dương, gặp mặt các gia đình tiêu biểu, phòng chống bạo lực gia đình đã được các cấp các ngành các địa phương quan tâm. Qua đó vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.500 mô hình câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững với hơn 13.700 thành viên tham gia, 1.300 câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững, 54 mô hình xóm kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, 1.000 nhóm phòng chống bạo lực gia đình. Nhờ đó, 95% nam nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Năm 2022, có 87,9% gia đình, 95,1% làng bản tổ dân phố và 92% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tuy nhiên, tình trạng ly hôn, sống chung, không kết hôn, tình trạng trẻ em bị bỏ rơi có xu hướng tăng. Vì vậy, chủ đề gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng năm nay cho thấy mối tương quan mạnh mẽ trong vấn đề xây dựng gia đình hạnh phúc, đẩy lùi những nguy cơ và thách thức trong vấn đề phát triển gia đình, chính là vấn đề hưng thịnh của cả quốc gia, dân tộc. Nếu như một gia đình mà gặp phải những vấn đề như hiện nay thì đối với nhất là đối với xã hội hiện đại thì gia đình đang gặp phải rất nhiều những vấn đề nó đang bủa vây. Ví dụ như là vấn đề về kinh tế, thất nghiệp hay là những cái vấn đề về tệ nạn xã hội. Vì thế nếu như gia đình gặp khó khăn thì đương nhiên đất nước, xã hội cũng sẽ ảnh hưởng, cũng là một cái hệ lụy kéo xuống, nó sẽ là một cái gánh nặng của xã hội. Vì thế mà với để mà gia đình hạnh phúc thì nó còn là cái sự nỗ lực của mỗi thành viên, của tất cả mọi người trong xã hội, thì qua đó nó sẽ góp phần đất nước trở nên phồn vinh, thịnh vượng và phát triển hơn. Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi sống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình, được sum họp bên gia đình trong không khí ấm áp tràn đầy tiếng cười là mong ước của tất cả người dân Việt. Vì vậy, việc mỗi người dành thời gian để quan tâm, chăm lo gia đình
nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của gia đình để cùng vun đắp, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, bình đẳng và hạnh phúc hơn. Chuyển sang các tin tức quốc tế, lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin đã khiến mọi người đoán già đoán non về nơi ở của ông ta kể từ khi ông ta dẫn đầu một cuộc tuần hành ở Moscow hôm thứ Bảy. Ông này đã dừng cuộc nổi dậy và đồng ý sống lưu vong. Hiện ông đã kết thúc chuỗi ngày đồn đoán bằng cách xuất hiện ở Belarus. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã xác nhận việc này vào thứ Ba. Ông cho biết ông đã cố gắng thuyết phục Prigozhin không để các chiến binh Wagner cố gắng vào Moscow. Ông cũng cảnh báo các lực lượng Nga sẽ đè bẹp họ. Ông Lukashenko nói thêm rằng ông đã đề nghị quân đội Wagner sử dụng một căn cứ bỏ hoang ở đất nước của mình. Ông cũng nói với Bộ trưởng Quốc phòng của mình rằng quân đội Belarus có thể học hỏi kinh nghiệm chiến đấu của nhóm lính đánh thuê này. Tuy nhiên, ông cho biết các tay súng Wagner sẽ không bảo vệ vũ khí hạt nhân của Nga đã được triển khai ở Belarus. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lưu ý với các thành viên trong đội an ninh của ông hôm thứ Ba rằng Nga đã cung cấp toàn bộ kinh phí cho tập đoàn Wagner. Ông tiết lộ trong năm qua, Prigozhin đã kiếm được khoảng 1 tỷ đô la. Các nhà chức trách đã hủy bỏ cáo buộc hình sự về cuộc binh biến vũ trang đối với Prigozhin và người của ông ta. Tuy nhiên, họ vẫn đang tìm hiểu xem tiền đã đi đâu. Cảnh sát Séc vừa bắt giữ 14 người tình nghi buôn người. Họ cho biết họ đã phá vỡ một đường dây quốc tế bị tình nghi buôn lậu người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Tây Âu. Các nghi phạm bị cáo buộc đã tổ chức vận chuyển ít nhất 1.000 người di cư bất hợp pháp kể từ năm 2021, kiếm được ít nhất 1 triệu euro. Theo cảnh sát, tổng cộng 14 nghi phạm, trong đó có 13 người nước ngoài không rõ nguồn gốc và một công dân Séc đã bị bắt trong cuộc truy quét trên khắp đất nước trong những ngày gần đây. Những kẻ buôn lậu phải đối mặt với án tù lên tới 16 năm nếu bị xét xử và kết án. Các quan chức cho biết những người di cư đã sử dụng Séc làm quốc gia trung chuyển trên đường đến phương Tây. Pakistan đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế để đảm bảo một gói cho vay bị đình trệ mà nước này đang rất cần trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và lạm phát kỷ lục. Ngân hàng Trung ương Pakistan đã tăng lãi suất lên 22%. Các nhà phân tích cho rằng quyết định này phù hợp với các điều kiện của IMF trong việc giải ngân khoản vay 1,1 tỷ đô la đã bị giữ lại kể từ tháng 11. Các nhà hoạch định chính sách đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về lãi suất. Islamabad đã nhiều lần kêu gọi IMF giải ngân số tiền này. Đây là một phần của gói cứu trợ trị giá 6,5 tỷ đô la sẽ hết hạn vào cuối tháng 6. Tuần trước, Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif đã gặp Giám đốc điều hành IMF Yorgyevan tại Paris. Văn phòng của ông cho biết ông Sharif giải thích rằng tất cả các điều kiện của IMF đã được đáp ứng và ông hy vọng rằng các khoản tiền sẽ được giải ngân càng sớm càng tốt. Các nhà phân tích kinh tế đã cảnh báo rằng Pakistan có nguy cơ vỡ nợ nếu không có gói cứu trợ của IMF vì các lựa chọn tài chính của nước này sau tháng 6 là không chắc chắn. Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết họ sẽ xúc tiến các kế hoạch giúp lắp đặt các hệ thống cảnh báo thời tiết sớm ở các nước đang phát triển ở Đông Nam Á dễ bị tổn thương trước các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra. Bộ cho biết họ sẽ làm việc với các công ty Nhật Bản để khảo sát nhu cầu của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào cuối năm tài chính 2023. Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Akihiro cho biết tác động của biến đổi khí hậu bao gồm thời tiết thường xuyên khắc nghiệt ngày càng trở nên rõ ràng. Ông cho biết Nhật Bản hy vọng chia sẻ công nghệ của mình với khu vực châu Á-Thái Bình Dương để giúp bảo vệ tính mạng, tài sản và sinh kế của càng nhiều người càng tốt. Các hệ thống cảnh báo sớm sẽ yêu cầu thiết lập các radar thời tiết và các thiết bị quan sát khác, phân tích dữ liệu và đưa ra các dự báo cũng như xây dựng các mạng lưới để truyền tải các rủi ro của thảm họa. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HVTV. Kính chào, tạm biệt.